Đấy, cái gì nói luật kia nó quy định, nó có thích cái này không? Cái này phải đưa ra công chứng. Tất cả mọi người đều phải phạt. Đi vào thôi, phải phạt. Còn tôi phạt hết lỗi hay không lỗi tôi làm việc thôi. Về tình tôi phạt hết rồi. Về lý tôi phạt được. Bọn này thì cũng không phải là tôi không nói gì cả. Tôi chưa nói cái chuyện gì cả. Tôi chỉ nói anh vi phạm thôi. Thôi thì coi ra thì cái anh em mình cũng nhiều tuổi rồi, tôi nói với anh đúng là nhiều tuổi mình đáng lỗi là phải phạt anh đúng 200.000 đấy, người phạm có người ta đỏ này 200.000 theo nghị định 34 chứ không quy định. Thực ra lòng với anh là bây giờ tôi có thể phạt anh một lửa hoặc là 2/3 phạt 100. Nguyễn Trọng Ngọ. Mình ở phường nào ấy nhỉ? Lập biên bản vi phạm cho người khác ký. Anh có chứng của các anh ấy ký về cái việc tội vi phạm của mình. Cái này thì không chấp hành tín hiệu giao thông. Cái lúc cháu đi về vay tiền để nộp phạt nhờ anh nhỉ? Anh đi giấy tờ này. Ông cứ đi đi về này tờ. Anh bao nhiêu phút anh qua đây để tôi đợi ạ? Không được, không được. Từ giờ đến 6 giờ. Vâng. Anh đi. Nhưng mà mình ở phường nào nhỉ? Không phường nào, anh cứ ra đây từ giờ 6 giờ tôi mới có mặt đây. Vâng, anh cứ đi đi thoải mái. 2 tiếng đó. Cái chỗ này lúc cháu đi là đúng làn. Và cái thứ hai là cháu đi qua đây là lúc vẫn là để xanh. Lệnh của cảnh sát. Cháu có xe bằng lái, cậu không cháu có đầy đủ. Tôi lập cái bản tôi giữ cái xe lại. Không cháu, chấp hành là đánh đập cái bản đấy. Tôi yêu cầu đăng ký xe lập bằng lái. Cháu biên bản. Được rồi, lập cái bản về cái việc không chấp hành lệnh cảnh sát. Yêu cầu đăng ký xe bằng lái. Giấy phép và bằng lái thì cháu có đầy đủ ở đây. Cậu đưa tôi chưa? Cậu đã đưa tôi chưa? Cái này đầu tiên là bác phải theo như nghị định 34 là sau khi mà bác chứng minh cháu được là cháu có tội thì cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm là về vấn đề. Ủa, là cháu xuất tình với trời. Về cái việc tôi cái yêu cầu anh giấy tờ không đưa đây xe, không cháu nói. Đủ đây. Tôi còn ở đây không nói cái chuyện là đưa hay không. Cái chuyện này bác cháu là bác cháu là đội trưởng đội cảnh sát cơ động. Rồi bác cháu đi. Cháu nói rồi, cháu đủ bác cái gọi bố cháu đủ khả năng để cháu có thể biết được về những cái luật như thế này. Được rồi, là không được. Những cái giấy tờ như thế này, cháu hỏi bác là những cái như thế này hiện tại đây có phải giấy tờ đi ra ngoài không? Ra ngoài đừng có nói chuyện học chữ nhiều. Đi ra ngoài, cảnh sát yêu cầu là phải xuất trình đúng không? Đây cháu đủ luật xuất trình. Có xuất trình không? Cháu vẫn đang xuất trình. Có thần kinh không? Dạ. Cháu có thần kinh không? Cháu không hề. Tôi yêu cầu xuất trình, anh có đưa tôi không? Em có xuất trình. Đây có bác ở đây, anh có đưa tôi không? Hả? Đi ra ngoài. Nói chuyện trẻ con. Cháu không hề trẻ con. Có xuất trình không? Tôi yêu cầu anh đưa đăng ký xe bằng lái để tôi kiểm tra cái xe của mình cả. Bây giờ xe thì anh đây rồi, anh chạy đi đâu? Cháu biết rồi, xe cháu vẫn ở đây. Đừng lý luận. Giấy tờ cháu cũng đầy đủ. Kể cả cậu học cao học gì tôi cũng biết, tôi cháu đúng luật. Cháu không nói là cái chuyện học cao hay gì. Thì cháu không học cao. Cháu biết thích rồi. Nhá, tôi lập biên bản, có thế thôi, không nói nhiều. Cháu biết rồi. Việc không xuất trình đăng ký xe bằng lái xe khi vi phạm. Còn cái việc đấy tôi có nhân chứng đây. Cái chuyện người này báo thì bây giờ cái việc cộng vượt đài đỏ. Bây giờ cháu hỏi là cái chuyện thôi, là tôi giấy đi ra ngoài xem. Đi ra ngoài. Ông xuất trình được giấy tờ không? Có đây cháu vẫn đang xuất trình đấy. Xuất trình ai? Cầm người ta kiểm tra chứ. Trình cho ông kia. Xuất trình là cảnh sát người ta phải cầm. Chứ anh cứ dơ ra thế này làm sao có. Tại vì bây giờ hiện tại cháu chưa biết là cái vấn đề cháu bị lỗi vượt đèn đỏ, chúng
tôi có nhân chứng này. Cần thiết báo cáo tôi báo cáo thôi. Không, cái chuyện này cháu nói cái tôi lập biên bản tôi giữ xe vì xe không có đăng ký xe. Nào có đồng ý không? Cháy ra cháy. Tránh ra ngoài. Tôi không cần luôn, tôi để người nhân chứng ký, tôi không cần cậu ký, tôi cũng giữ xe cậu được. Cái chuyện này không xuất trình đăng ký xe. Cháu sẽ ký, nhưng cháu sẽ ghi vào là cháu không chấp nhận cái lỗi này tại vì chưa chứng minh được cái lỗi này. Được rồi. Cái này có. Chúng tôi có người để báo cáo cái việc cậu vi phạm. Đây là có 3 người báo cáo thôi. Cái chuyện này nó không phải là vấn đề về báo cáo, cái này là bác nhìn nhầm. Báo cáo là việc của tôi. Tại vì cháu đi qua là cháu đi qua cái chỗ đường phía bên kia của cái cậu giữ xe. Thế bây giờ cháu... Cháu cái gì? Không, cháu nhận thức được cái sai của cậu đâu. Cháu biết rồi đấy, bây giờ như này. Có thể là do bác nhìn sai hoặc như thế nào đấy. À đây ba người nhìn sai à? Cháu biết gì. Tại vì cái lúc, cái lúc ra chặn cháu hiểu một người. Ôi, đây đây cháu. Này, học hành đến đâu thì tôi không biết nhưng phải dám nhận sai. Cháu biết chuyện đấy, cháu rất là không đưa đăng ký xe. Tất cả bọn anh dừng xe này, bọn anh làm nhiệm vụ, không phải làm chơi. Em đưa giấy tờ đây, anh không anh lấy của em cả. Xe cậu đây rồi, cậu chạy đi đâu, cậu không xuất trình ra. Cậu chạy đâu? Bảo hiểm xe em đâu? Dạ? Bảo hiểm xe em đâu? Bảo hiểm xe ở hôm nay em không để trong ví. Nó nhẹ nhàng, tôi chỉ biết phạt em. Tại vì cái này em đi, em tôi không... Thế này anh giải thích cho em biết như thế này, nhá. Đúng luật mà bắt cái ra anh này nhá, bọn anh đứng đây mọi người làm, bọn anh mắc đây, bọn anh không bắt oan bắt sai cho ai cả. Em vi phạm nhất là anh nói cho em biết này này, em là người vi phạm thì mình xuống mình người ta yêu cầu xuất trình đăng ký bằng lái, đây là cái thủ tục thì em cứ xuất trình cho bình thường không gì đâu, phải thế bảo mình cứ nhẹ nhàng nhá. Còn mình nếu mà mình bảo là thì đi chẳng may đi quá đi nhớ và tôi tạo điều kiện xin chú tin anh đã tạo điều kiện cho tôi chơi làm sao mình làm gì vậy em, thì lại mỗi mỗi một cái xuất trình mà em không xuất trình được. Cái lúc mà đèn mà vẫn còn xanh khoảng 2 giây em có đi qua và lúc đấy có cái xe đằng trước chặn em, thì lúc có thể mọi người nhìn nhầm là em chưa đi qua khỏi vạch. Thứ nhất là như này em không hiểu ở bên này nhá, nếu em rẽ sang bên này là bên này nó đèn đỏ, nó đã đèn đỏ rồi mà bên em đi thẳng cái đèn xanh thì em nhìn bên này vẫn còn đèn xanh, tại vì lúc đấy em mà nhìn bên kia nhá, bên kia mà em nhìn mà còn đèn xanh ấy mà em phải rẽ sang đây là em đã vượt đèn đỏ mất 4-5 giây rồi. Tại vì cái lúc mà em đi qua đấy thì có cái xe nó chặn em, cái lúc xe buýt nó đi nó chặn em lúc đấy. Đây là em, đây là do em vi phạm nhá. Còn mình cứ nhẹ nhàng mình vào xin mà chú tạo điều kiện và cho cái lỗi nhẹ nhất thôi nhá. Còn nếu linh động tạo phạt cho lỗi nhẹ nhất thôi. Đừng có dám mấy đi sai thì đừng không nhận đi chứ đừng có nói lý luận. Chúng tôi có đủ điều kiện để xe. Tại vì thật sự là chúng cái này có người đây này. Cháu biết cái việc đó, cộng sai. Cần 4 người ký vào biên bản nếu như người phạm luật không chấp hành. Cái việc vi phạm hành chính này là em không ký cũng được, không được ý kiến. Em cứ nhẹ nhàng làm gì căng thẳng làm gì, em nhẹ nhàng tại vì lỗi phạt em lỗi nhẹ nhất thế thôi cho đỡ căng thẳng nữa mệt. Vì em anh nói với em là bọn anh cứ không chơi ngày làm đúng không bắt oan bắt sai cho ai cả, em cứ bảo cháu nhỡ nhỡ cái cứ nhục cả cho cháu cái thế có về nhẹ nhàng cứ xuống căng thẳng làm cái gì. Cái chuyện này em đi ô tô và em cũng đã hiểu về cái chuyện là vừa đèn đỏ như thế nào. Cái chuyện này bây giờ thực sự là cái lỗi này của em nếu như mà bình thường ở những cái ngã tư, ví dụ như ngã tư dưới chỗ là của Việt kia thì nó có camera và yêu cầu phải xem. Bây giờ anh nói cho em biết là như này, bây giờ em vi phạm nhá, rồi là không xe không bảo hiểm nó phạt cho em một lỗi, nếu mà lỗi đúng của em ra thì sẽ phạt cho em cái lỗi nhẹ nhất, linh động phạt cho em mỗi lỗi nhất, anh biết có thể phạt cho em lỗi nhẹ nhất thế thôi nhá. Thanh niên cả có mỗi một cái việc xuất trình mà em cứ làm cho mọi người căng thẳng. Giấy tờ em cầm hết rồi đúng không? Vâng, anh cứ giải quyết xong kia được. Ngồi đây đợi. Thôi có khi không cần phải thôi nhà anh nói cho em biết đấy nhà em đấy với chú em làm cái giao thông em biết được nhá, là lỗi thấp nhất nhẹ nhất của một cái lỗi là 150.000. Cái này anh chỉ nói với em đấy thôi, em chuẩn bị 150.000 anh quyết định cho em thế là anh em trước đấy nhá. Thôi khi anh em không cần phải đâu ạ, anh phạt em nhiều anh cũng trả được cái gì cả, anh phạt em ít anh trả được cái gì, anh phạt đúng điều luật quy định phải phạt thôi nhá. Em đưa cái đấy này anh lấy tên rồi anh biết đâu. Ở đây em không mang đủ đây ạ, sau khi em chả mang ấy thì còn em có đủ tiền nộp phạt đấy không? Em có đủ tiền nộp phạt ở đây không? Em mang 7.000 em lúc em thôi. Rồi thì bây giờ anh không cần phải biết đâu. Không phải phạt tại cho em. Không phải. Vâng.